Sao Bằng Nhật xin chào các bác, em tiếp tục lên sóng phục vụ các bác một con nồi chiên không dầu nhé, hàng tuyển đẹp VIP, em nhập hàng chọn rất đẹp luôn. Đây, một chiếc nồi chiên không dầu hàng chính hãng của Philips. Hiện nay trên thị trường các bác lưu ý là với chữ Philips này thì đa rất là nhiều các cái nồi nhái họ làm nhé, Trung Quốc họ làm. Đấy, chứ không phải là hàng chính hãng. Hàng chính hãng cái chiếc nồi Philips này nó có giá vào khoảng xấp xỉ 5 triệu các bác nhé. Đấy. Còn đây là một cái chiếc nồi của Nhật nội địa, thì các bác mua điện 100V này yên tâm 100% là không có hàng nhái rồi. Chiếc này em bán là 2,6 triệu, bảo hành 6 tháng, giá chưa phí vận chuyển. Ship hàng toàn quốc, các bác sang mua đặt cọc trước em 500.000 nhé, nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toàn nốt. Các bác lưu ý là điện 100V nhé, hàng Nhật nội địa. Cái nồi chiên không dầu này rất là dễ dùng, các bác chỉ xoáy lên cái thôi, mỗi con số này là 1 phút. Ai cũng có thể dùng được, ai cũng có thể dành thành đầu bếp được nhé. Đây, mình cứ vặn nhiệt độ áng áng, sau thời gian mình mở ra mình xem. Đây họ có cái menu tự động áng áng thời gian này, mình vặn. Đây, ai cũng có thể nấu được, rất dễ dùng, người già trẻ nhỏ dùng được hết, chứ nó không phức tạp, cầu kỳ. Đây. Nấu tất cả các món từ làm bánh nướng, bánh chiên gà, chiên khoai tây, rán đậu, rán cá hay là tất cả hâm nóng thức ăn các bác đều dùng được trong một cái nồi chiên không dầu là hết. Thời đại này thì cái nồi chiên không dầu này gần như là thay thế cho các thể loại nồi lình kình khác. Chỉ cần một cái chiếc nồi này thôi là các bác có thể là nấu được tất cả các món nhé. Gần như rất là nhiều món luôn. Rất là tiện. Đặc điểm của nó là nó không gây mùi, không gây bắn bẩn. Đấy. Nó rất là kín, cái mùi nó ra không phải là nhiều. Rất là kín, không bắn bẩn bếp. Hàng Nhật nội địa thì chất lượng nó rất là tốt nhé. Tình trạng em nhập những cái chiếc này nó tuyển chọn hàng chất lượng cao, còn rất mới luôn, rất mới các bạn nhé. Máy so ở trong những thứ là những cái con này nó còn rất là sạch sẽ các bạn này, gần như là không dùng mấy đâu. Đây, rất là sạch đẹp, ít dùng. Nồi chiên không dầu hãng Philips. Philips đã đứng đầu bảng trong các cái thể loại nồi chiên không dầu rồi. Đấy, các bác nướng cá hay cái gì đó, nướng bánh, nướng khoai, sắn các thể loại luôn, các bác không cần phải lật đâu, vì là cái luồng không khí gió nó thổi đây này, để nó đối lưu nhé, nó qua cái xoắn này này nó hất ngược lên mặt dưới, rồi cả mặt trên mặt dưới đều luôn, rất là tiện. Nói chung là nhà bác nào dùng rồi thì các bác mới thấy rằng là cái nồi chiên không dầu này nó dùng rất là hay, tình trạng rất là đẹp nhé. Đấy. Hoàn hảo, điện 100V các bác nhé, hàng Nhật nội địa mà chất lượng nó khác hoàn toàn so với hàng liên doanh, chất lượng khác hoàn toàn, chơi chút. Hàng liên doanh đấy, chiếc này em bán là 2,6 triệu nhé, bảo hành 6 tháng, bác nào lấy ba lô nhé, chào các bác.